Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Điều 61 quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định và phải đáp ứng loạt điều kiện. Cụ thể, phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản, phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ, có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản. Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của luật này. Đồng thời, Điều 61 luật này cũng quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản dịch vụ môi giới bất động sản.